Xưởng gỗ Gia Gốc Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, trước mắt quý vị đang là một chiếc tủ thờ chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% tại xưởng Mộc Nam Huy. Đây là chiếc tủ thờ được làm với chiều dài là 1m74, chiều cao 1m53 và chiều sâu là 74. Và đây là chiếc Mộc Nam Huy làm cho khách hàng ở Hậu Giang. Vâng, qua clip này thì Mộc Nam Huy xin giới thiệu sơ qua cũng như báo giá đến quý vị để quý vị cùng tham khảo về chiếc tủ thờ này nhé. Vâng, 9 tấm chám ở đây thì được Mộc Nam Huy làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ Lào quý vị nhé. Bông vân cây rất là đều, rất là đẹp quý vị. Đó, trên chất liệu gỗ gõ đỏ Lào thì quý vị nhìn bông vân thì thôi rồi, không còn gì để phải chê trách của nó về nó cả. Đó, bông vân rất đẹp. Và trên những cái bộ chám này thì không có đục chạm quý vị nhé, không có đục chạm, để không trơn luôn thôi, để khoe vân. Đó. Và để như vậy thì khi quý vị lau dọn vệ sinh thì cũng rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Đó. Về tiện ích thì hai bên tủ được làm hai cánh này, cánh thì có ổ khóa nha quý vị nhé. Đó. Hai cánh hai bên, bông vân bên trong quý vị đấy này. Đó. Cây gỗ tự nhiên 100%, độ gỗ liền lạc sạch sẽ, không có pha tạp với cái gì hết quý vị này. Đó. Ở bên trên thì là một hộp kéo nhá. Đấy, hộp kéo bên trong thì cũng được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ luôn này. Đây, mặt trên, mặt sau cũng vậy, quý vị thấy không? Đây, 100% chất liệu gỗ gõ đỏ, không pha tạp. Vâng, thì đây là chiếc tủ thờ gia tiên có giá là 25 triệu tại Mộc Nam Huy. Giá này thì Mộc Nam Huy đã bao gồm chi phí sơn hoàn thiện này và miễn phí vận chuyển cho quý vị ở trong phạm vi 30 cây nhé. Đó, thiết kế thì rất là đều, rất là đẹp, cực kỳ là sang trọng luôn. Đó. Bông vân cây đều và hai bên là đối xứng quý vị nhé, hai bên đối xứng là đều là có một hộp kéo và một cánh nhé. Và khi quý vị đi mua hàng tại Mộc Nam Huy thì chúng tôi luôn để sẵn cái sản phẩm này để mộc quý vị ạ, để mộc, để thô, để quý vị có thể tới xưởng quý vị xem hàng cũng như là quý vị ký tên, sau đó thì quý vị yêu cầu màu sơn thì Mộc Nam Huy sẽ sơn cho quý vị theo đúng màu sắc của quý vị, đúng yêu cầu. Đó, rất là đẹp sạch sẽ. Đây quý vị có thể theo dõi một chiếc mộc tại Mộc Nam Huy này. Đó, anh em sẽ đóng mộc xong và sẽ mời quý vị tới xưởng kiểm tra trước nhé, kiểm tra đúng gỗ đúng chất lượng, sau đó thì ký tên thì bên Mộc Nam Huy mới sơn mới bàn giao cho quý vị. Vâng, rất là đẹp. Vâng, quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0948 086 889 và số nữa là 0961 989 990. Vâng, xưởng gỗ Gia Gốc Mộc Nam Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo nhé.